chào quý vị và các bạn, quay trở lại với chương trình trải nghiệm sản phẩm của Oshima. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn sản phẩm máy hàn Oshima Fmod 200N với hiệu quả làm việc tối ưu. Còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng trải nghiệm xem sao nhé. Như các bạn có thể thấy, đây là chiếc máy hàn Fmod 200N được tích hợp công nghệ inverter, tiết kiệm điện năng tối đa trong quá trình sử dụng. Bộ sản phẩm bao gồm một mặt nạ hàn, trong đó có kính và tay cầm để bảo vệ chúng ta trong quá trình sử dụng. Một bố chổi để mối hàn được đẹp hơn. Một kìm hàn với dây dài 4m. Một kẹp mát với dây dài 2m. Và thân máy chính. Các bạn có thể thấy trên thân máy chính thì chúng ta có một tay cầm để giúp chúng ta di chuyển dễ dàng trong quá trình sử dụng. Phía bên này thì chúng ta có thể thấy có quạt thông gió để tăng cường tuổi thọ cho máy. Chúng ta có thể nhìn thấy bảng thông số của máy ở dưới đây. Theo bảng thông số, khi máy hoạt động với hiệu suất là 100% thì cường độ dòng điện sẽ là 155A và hiệu điện thế sẽ là 26,2V. Máy sẽ đạt năng suất khi 60% thì cường độ dòng điện sẽ là 200A và hiệu điện thế sẽ là 28V. Ngoài ra, máy còn được tích hợp một CB để bảo vệ khi điện áp không ổn định. Bên còn lại thì chúng ta có thể thấy màn hình LED, đèn LED, núm điều chỉnh cường độ dòng hàn. Và cách lắp đặt thì chúng ta lắp đặt kìm hàn vào cực dương, kẹp mát vào cực âm. Máy hàn Oshima Fmod 200N sử dụng công suất máy lớn đến 5,7 kW, giúp dòng hàn luôn ổn định. Máy sử dụng phù hợp với que hàn từ 2,6 đến 3,2 mm. Máy hàn Oshima có khả năng nâng cao hiệu suất lên đến 60% và tiết kiệm điện tích cho máy biến áp chủ. Với chiếc máy hàn Oshima Fmod 200N giúp bạn thực hiện công việc trong thời gian ngắn và dễ dàng hơn. Các bạn lưu ý là nhớ trang bị đầy đủ đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng nhé. Nếu như bạn có nhu cầu đặt mua máy hàn Oshima, hãy liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại tại thành phố Hồ Chí Minh 028 3973 7777, hoặc các bạn có thể truy cập vào website oshima.com.vn để xem chi tiết về sản phẩm và đặt hàng online. Đừng quên like và share cũng như đăng ký kênh video của Oshima để đón chờ thêm nhiều video hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.